Thu Thủy Hân Hạnh kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Philadelphia được cập nhật hàng ngày trên đài VV TV. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Viet Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Viet Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu tiên cho biết chủ thương nghiệp Northern Liberty muốn gia tăng an ninh nhiều hơn. Rất nhiều thương gia kêu gọi gia tăng kiểm tra an ninh sau khi những tên trộm đột nhập vào một số cơ sở kinh doanh tại North Liberty của Philadelphia vào cuối tuần qua. Video giám sát cho thấy những tên trộm dễ dàng vào bên trong cửa hàng Bayon Toy trên đường North American. Một nghi can kéo cánh cửa cho đến khi bật ra và đóng lại sau khi chúng bước vào bên trong. Ông Ray Saunders, đồng sở hữu cửa hàng cho biết, đây là lần thứ hai Bayon Toy bị trộm đột nhập trong lúc gần như không có tuần tra an ninh. Những tên trộm làm vỡ cửa kính của Bayon Toy, của cửa hàng Pizza Deliver và nhà hàng nổi tiếng Set No Lips. Những cửa hàng này đều cùng nằm trong một khu vực rất phổ biến với công chúng Philadelphia sau nhiều năm kinh doanh. Tuy nhiên, an ninh khu vực là điều khiến cho các chủ sở hữu cũng như nhân viên của họ không an tâm. Những tên trộm không ăn cắp bất cứ thứ gì tại Bayon Toy trong lần đột nhập này, nhưng họ đã mất gần 14.000 Mỹ Kim trong lần đột nhập đầu tiên. Nhà chức trách tin rằng những kẻ nói trên cũng là những kẻ phải chịu trách nhiệm trong lần đột nhập này. Họ yêu cầu dân chúng biết bất cứ tin tức gì liên quan đến những kẻ tình nghi, vui lòng thông báo cho họ. Và tin về một em bé 1 tuổi trúng đạn trong tiệc cưới ở tại Philadelphia. Trung úy Robert Brockenbrough thuộc nha cảnh sát Philadelphia cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm qua đã xảy ra xung đột trong tiệc cưới tổ chức tại tư gia ở đường East Ontario và đường Emerald thuộc khu Kensington, Philadelphia. Một người đàn ông đã rút súng bắn 4 lần khiến cho một bé gái 1 tuổi đang được mẹ bồng trên tay bị trúng đạn, phải vào bệnh viện nhi đồng St. Christopher điều trị. Và kẻ nổ súng là người quen của gia đình nạn nhân, hiện đang bị nhà chức trách điều tra. Nhà chức trách lưu ý dân chúng cẩn thận vì trong thời gian này có rất nhiều bạo lực súng đạn xảy ra tại Philadelphia trong những sự kiện vui vẻ như tiệc cưới hay tiệc mừng sinh nhật. Bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng nói trên, vui lòng thông báo cho cảnh sát theo số điện thoại 215 686 3280, 215 686 3280. Và nhà chức trách cũng đang truy nã nghi can bắn chết một người gần cửa hàng tại góc đường Point Breeze, Philadelphia. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày 3 tháng 7. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 31 tháng 7 tại chung cư số 2000 trên đường Dickinson. Và nạn nhân là nam giới 45 tuổi bị bắn 5 lần, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ nổ súng nói trên. Bất kỳ ai có thông tin vui lòng thông báo với nha cảnh sát Philadelphia. Tin về lễ tưởng niệm bà Mary Johnson tại West Philadelphia. Gia đình và bạn hữu đã tụ tập trong tối hôm qua để tưởng niệm bà Mary Johnson, 54 tuổi, người đang trên đường đi đón cháu trai đã bị trúng đạn trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút tối ngày 28 tháng 7 trên đường số 46 và đại lộ Fairmount ở West Philadelphia. Cái chết của bà Johnson là sự tổn thất to lớn không chỉ đối với gia đình mà còn đối với cộng đồng, bởi vì bà là người có những cống hiến đáng kể cho khu phố và rất nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm. Chỉ cần chứng kiến đám đông dân chúng cùng đến nơi tưởng niệm thả bong bóng màu đỏ và màu đen trên đường Lober và đường Mount Vernon cũng đủ biết rằng sức ảnh hưởng và sự yêu mến của họ dành cho bà Johnson. Nhà cảnh sát Philadelphia cho biết bà Johnson qua đời vì một viên đạn bắn vào cổ. Hàng xóm cũng nghe thấy nhiều tiếng súng. Các nhà điều tra không biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ nổ súng chết người nói trên. Họ xem lại những video giám sát và thấy một đám đông khoảng từ 10 đến 15 người tụ họp ở gần đó vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Gia đình, thân hữu và hàng xóm cùng cư ngụ trên đường Mount Vernon cho biết bà Johnson là người mẹ, người bà và người điều hành một cửa hàng tạp hóa địa phương nổi tiếng rất tích cực và nhân ái. Bà cũng làm chủ một thương hiệu chuyên tổ chức những sự kiện cho công chúng. Khu nhà của bà Johnson trên đường Mount Vernon là một cộng đồng xưa nay rất bình an. Cư dân tham dự lễ tưởng niệm muốn những kẻ nổ súng ra tự thú. Và họ cũng hy vọng bất cứ ai có thông tin về trường hợp này vui lòng thông báo cho nhà cảnh sát Philadelphia tại số điện thoại 215 686 3280. Một cựu giáo sư đại học bị cáo buộc tội danh giết người. Tại Đại học West Georgia đang chịu đựng thời điểm đau buồn nhất của họ vì nữ sinh viên Ann John, 18 tuổi, bị bắn chết và cũng vì nghi can là một cựu giáo sư của nhà trường. Nhà cảnh sát Carleton nói rằng ông Richard Sigman, 47 tuổi, bị bắt vì cáo buộc tội danh giết người và sở hữu khẩu súng được sử dụng để bắn chết cô Anna Jones trong bãi đậu xe vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Trước đó, ông Sigman từng xung đột với một người đàn ông tại nhà hàng Ý ở Carrollton. Người này cho cảnh sát biết rằng Sigman đe dọa bắn anh ta. Nhân viên an ninh nhìn thấy Sigman có vũ khí đã yêu cầu ông ta ra khỏi nhà hàng. Ông ta đã đi đến bãi đậu xe bắt đầu bắn vào một chiếc xe và tấn công của Anna Jones. Bạn hữu vội vã đưa Anna đến bệnh viện cấp cứu nhưng cô đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Hồ sơ trực tuyến của quận Carroll thông báo nghi can Sigman bị bắt giam vào trưa ngày 31 tháng 7 và không rõ ông ta có luật sư đại diện hoặc có được đóng tiền bảo lãnh để ra ngoài hay không. Viện trưởng Đại học West Georgia là tiến sĩ Brandon Kelly phát hành một thông báo. Nội dung ghi rằng cô Anna Jones, sinh viên năm thứ nhất của trường đại học, đã qua đời sau khi bạo lực súng đạn xảy ra ở bên ngoài khuôn viên nhà trường. Trường đại học đã chấm dứt hợp đồng làm việc của ông Richard Dickman, đồng thời cũng cộng tác với nhà cảnh sát thành phố Carrollton trong lúc điều tra vụ án. Và Đại học West Philadelphia chân thành phân ưu với gia đình cũng như bằng hữu của cô Anna Jones trước tổn thương to lớn không gì bù đắp được khi cô qua đời. Trường trung học Mount Zion ở Carrollton, nơi Anna Jones vừa tốt nghiệp năm nay, cũng đăng một lời phân ưu trên trang Facebook của họ. Và sau cùng nói về nhà hàng Jim's Steak sẽ tái thiết sau khi xảy ra hỏa hoạn. Nhà hàng Chin Steak nổi tiếng về món Cheesesteak nằm trên đường South ở miền nam Philadelphia. Cam kết sẽ tái thiết lại sau khi hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 29 tháng 7, thiêu hủy cơ sở kinh doanh lâu đời của họ, nơi đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của Philadelphia. Ngọn lửa được báo động ở cấp 2 trước khi bị nhân viên cứu hỏa ngăn chặn và dập tắt. Nhưng họ cho biết thật khó khăn mới có thể chống chế được ngọn lửa vì hỏa hoạn lan truyền qua hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Một thực khách là cô Christina Lawler chứng kiến ngay từ lúc bắt đầu hỏa hoạn. Vì cô đến nhà hàng đúng thời điểm đó, cô đã cho biết khi bước vào nhà hàng, cô và nhiều người khác cảm nhận điều gì đó không ổn vì trời quá nóng, vì mùi điện khét. Họ nhìn thấy khói bốc lên từ cửa ra vào, sau đó lan truyền khắp nơi. Hơn 125 nhân viên và gần 60 phương tiện cứu hỏa đều có mặt tại hiện trường. Sau khi ngọn lửa đã bị dập tắt và trong lúc thu dọn tang tích còn lại của nhà hàng, James Steak thực hiện trang GoFundMe để giúp đỡ nhân viên của họ. Nội dung được thông báo như sau. Cảm ơn tình yêu chân thành của quý khách đã dành cho James Steak sau khi ngọn lửa hung dữ phá hủy nhà hàng. Nhà hàng cam kết sẽ tái thiết vì có bảo hiểm đền bù, nhưng các nhân viên bất ngờ bị thất nghiệp sẽ gặp khó khăn suốt thời gian nhà hàng đóng cửa để sửa chữa. Vì thế, Jim's Steak lập trang GoFundMe để giúp đỡ họ. Ngoài khoản tiền trợ cấp của nhà hàng, Jim's Steak cũng hy vọng được sự hỗ trợ của những người hảo tâm để giúp cho các nhân viên có thể sinh tồn trong thời điểm khó khăn này. Không có bất cứ ai bị thương khi xảy ra hỏa hoạn. Vẫn chưa rõ vì sao ngọn lửa bùng phát. Nhà hàng Chin Steak vừa kỷ niệm 45 năm thành lập vào đầu tháng 7. Thương hiệu này đã khai trương từ năm 1976. Vừa rồi đó là những tin liên quan đến địa phương. Ngọc Thùy cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Thân ái, kính chào.